Căn cứ vào các nội dung về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Hôm qua 21 tháng 10, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ ban hành công văn số 3279 hướng dẫn tạm thời về việc cho phép chợ trên địa bàn hoạt động trở lại. Theo hướng dẫn tạm thời được ban hành kèm công văn, những chợ tại địa bàn đang được cơ quan có thẩm quyền đánh giá cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3. Bên cạnh thực hiện nghiêm quy tắc 5K, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế. Khi đến chợ thì 100% tiểu thương và những người làm việc tại chợ phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc người mắc SARS-CoV-2 khỏi bệnh trong thời hạn 6 tháng. Đồng thời, các đơn vị quản lý chợ phải có kế hoạch trang bị các thiết bị vật tư y tế, thông tin tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như tăng cường kiểm tra giám sát các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế. Đối với những chợ tại địa bàn đang được cơ quan có thẩm quyền đánh giá cấp độ 4, phải bổ sung các biện pháp như giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét, tối đa 100 người làm việc tại chợ và chỉ bán những mặt hàng thiết yếu. Đối với các chợ tạm, tùy vào tình hình dịch bệnh ở địa phương, Ủy ban Nhân dân quận, huyện hướng dẫn cho Ủy ban Nhân dân cấp xã cho hoạt động lại nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.